Sau mùng 1 Tết Nguyên đán, suy xẻo kéo đến, hai tuổi này đại hạn, vỡ nợ, cẩn thận tán gia bại sản, nghèo không ngóc đầu lên nổi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bước sang năm mới, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, mọi thứ đều thành công, thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, đâu phải ai mong cầu được như ý muốn, sẽ có những con giáp gặp nhiều may mắn và sẽ có những con giáp không tránh khỏi được đại hạn, tài vận bế tắc, kiếm tiền gian nan, có khả năng sẽ gặp phải những chuyện không như ý. Đặc biệt là trong thời điểm sau mùng 1 Tết Nguyên đán sắp tới, sẽ có hai con giáp gặp khó khăn về công danh, sự nghiệp không thăng tiến, tài lộc ảm đạm, cuộc sống lâm vào bế tắc. Nếu không biết nắm bắt và có cách phòng tránh thì có thể dẫn đến họa phá tài. Để biết được đó cụ thể là những con giáp nào, nhưng đại hạn nào sẽ xảy đến với những con giáp đó, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một, tuổi Dần. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Dần có cho thấy vận trình công danh của bản mệnh không được lý tưởng như mong đợi. Mùa sự khó thành, bản mệnh đương đầu với thái tuế, lại thêm nguyệt lệnh lâm đất tuyệt khiến vận khí khá bất ổn, nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt. Tháng Canh Dần mở đầu năm Tân Sửu mà đã phải chịu không ít áp lực, bạn không có thời gian để thảnh thơi làm những việc yêu thích. Bản mệnh thường phải tất bật chạy đôn, chạy đáo khắp nơi, hầu như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, nghĩ đến sở thích cá nhân, thậm chí có không ít ngày còn phải mang việc về nhà làm. Tuy nhiên hiệu quả không cao, kết quả công việc chưa được như mong muốn. Thời điểm này đòi hỏi những chú hổ cần chuẩn bị một sức chịu đựng bền bỉ, bằng không sẽ có ý định nhảy việc, tìm kiếm công việc khác ngay đầu năm. Trong tháng lại có nhiều hung tinh xung chiếu như âm sát ngấm ngầm hãm hại, công việc còn có điểm tiểu nhân quấy phá, đùn đẩy trách nhiệm hoặc ném đá giấu tay, khiến bạn vừa phải lo giải quyết công việc, vừa phải chật vật đối phó với những chiêu trò mà kẻ xấu sắp đặt. Một tháng hung hoạn nhiều hơn cát lành, bản mệnh cần hành sự hết sức cẩn trọng để tránh gặp phải tai ương, nhất là khi tính tình con giáp này bộc trực, thẳng thắn, ít chú ý tới lời ăn, tiếng nói, rất dễ gặp vả miệng. Hãy thận trọng hơn nữa để có thể tiến xa hơn về công danh. Đừng quá lo lắng, hãy cứ bình tĩnh làm từng việc một, mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đấy. Nếu đánh mất bình tĩnh vào lúc này, bản mệnh rất dễ xúc họa vào thân, đúng như điều kẻ tiểu nhân mong muốn, nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến đường tiến thân trong tương lai của mình. Vậy nên trong thời điểm này, tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí và bình an cho bản mệnh. Thứ hai, về mặt tài lộc. Theo tử vi 2021, tài vận trong tháng 1 âm lịch của người tuổi Dần khá sáng, là niềm an ủi không nhỏ cho bản mệnh sau những khó khăn, áp lực phải đối mặt trong công việc. Thiên tài xuất hiện giúp chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bán hàng cũng tốt hơn nhiều ngay từ tháng đầu năm mới. Điểm báo tử vi còn cho thấy bạn cũng có tài lộc trời ban, nhận được những khoản tiền bất ngờ mà đến chính bạn cũng sẽ không ngờ, có thể là khoản vay đòi lại được hoặc một khoản hoa hồng. Tuy nhiên, tài vận vượng không có nghĩa là bạn có thể chủ quan, bởi hung tinh trong tháng khá nhiều,
tài khí tụ rồi cũng rất dễ tiêu tán. Nếu bạn không có kế hoạch sử dụng tài chính hợp lý, chi tiêu trong tháng riêng rất dễ tăng đột biến do những kế hoạch ăn chơi, lễ chùa. Lưu ý tránh sử dụng quá nhiều tiền trong cùng một thời điểm, càng dễ bị phá tài. Những người tuổi Dần vốn là những người biết hưởng thụ đồng tiền mình làm ra. Tuy nhiên, suy nghĩ trước khi tiêu tiền thì mới là người tiêu dùng thông minh. Để kích hoạt tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp bạn hóa giải những thị phi, xua đuổi những hung tinh và vận hạn, từ đó đem lại may mắn, tài lộc và chiêu mời quý nhân, che chở, giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc làm ăn và kinh doanh trong năm 2021. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Ở phương diện sức khỏe, người tuổi Dần cũng không thể chủ quan, tình hình thể chất trong tháng giảm sút, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, sẽ mắc các chứng bệnh thay đổi theo thời tiết. Bạn cũng cần chú ý cân bằng trạng thái tinh thần, tránh bị áp lực quá nhiều dẫn tới căng thẳng thần kinh, đau nửa đầu dữ dội. Chú ý các biện pháp dưỡng sinh bằng thực phẩm, ăn uống thanh đạm, hạn chế các đồ quá giàu dinh dưỡng. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà, tránh bị âm sát hãm hại. Vận xui do hung tinh chiếu rọi có thể gây ra tai nạn bất ngờ, họa huyết quang, bệnh cũ tái phát. Nếu có việc phải xuất hành đi xa, nên chú ý đi đứng tuân thủ đúng quy tắc giao thông, tránh phóng nhanh, vượt ẩu, kẻo gây ra tai nạn, hại mình, hại người thân và cả những người xung quanh. Ngoài ra, trong thời điểm này, người tuổi Dần nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận. Năng lực tam hợp khí hợp vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, vận hạn và mang lại bình an, sức khỏe. Tuổi Tỵ. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Trong tháng 1 âm lịch, cục diện Dần Tỵ tương hại gây không ít sóng gió cho đường công danh của người tuổi Tỵ. Bạn trở nên nóng tính, có những suy nghĩ mang tính cực đoan, rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi, gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Mới là đầu năm nhưng công việc còn đang trong giai đoạn thử thách, đương đầu với không ít trở ngại. Lại thêm sự xuất hiện của thiên quan là điềm báo tiểu nhân vận khá vượng, cạm bẫy đầy rẫy. Lời khuyên là hãy chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng những rắc rối vốn có thể tránh được. Cạnh tranh trong tháng không thể thiếu, những bất đồng trong quan điểm, cách nhìn nhận công việc càng khiến việc hợp tác, làm việc chung trở nên khó khăn hơn. Tuổi Tỵ cần luôn cố gắng dĩ hòa vi quý, thái độ khiêm nhường, đừng để những cảm xúc bốc đồng che mờ lý trí mà gây mâu thuẫn ở nơi công sở, kẻo bị tiểu nhân đố kỵ, họa thị phi cũng sinh ra từ đó, ngăn cản bước đường tiến thân. Tuy nhiên, trong hung tàng cát, nhiều nguyên lệnh lâm trường sinh lại thêm hai cát tinh thiên đức, thiên vu nâng đỡ, nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi. Lúc nguy cấp, được quý nhân đưa tay giúp đỡ, vượt qua nghịch cảnh. Thậm chí, nếu làm tốt mà xoay chuyển tình thế sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, rất có lợi cho đường tiến thân sau này. Do đó, dù trở lực lớn đến đâu cũng đừng vì thế mà nản lòng. Việc gì rồi cũng có cách giải quyết, chớ bao giờ nóng vội. Ngoài ra, những chú rắn cũng đừng trông chờ quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác. Mọi việc tự lực cánh sinh sẽ đảm bảo kết quả chắc chắn hơn. Bạn càng thể hiện sự chủ động và độc lập của mình thì khả năng thành công lại càng cao. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng còn giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xem tử vi 2021, trong tháng Canh Dần của năm Tân Sửu, nhiều người tuổi Tỵ chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại nên tinh thần có phần sẽ bị kích động, khó giữ được bình tĩnh và sáng suốt. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ. Bạn có thể mất tiền vào những sự cố liên quan đến công việc như đền bù sai sót, nộp phạt, đưa ra quyết định sai lầm. Chính vì vậy, bạn nhớ để ý tới các con số trong hợp đồng, kiểm tra kỹ càng trước khi đặt bút ký, tránh sai sót, nếu không bạn sẽ phải bỏ tiền túi ra để đền bù.
những người làm kinh doanh cũng cần hết sức đề phòng trước những lời mời đầu tư với mức lợi nhuận béo bở. Thiên quan là khung thần liên quan tới tiểu nhân, có thể khiến bạn bị lừa gạt, lợi dụng mà mất tiền oan. Nhìn chung trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập chủ yếu dựa vào chính tài, tức công việc chính, còn thiếu tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền. Bởi thế, những chủ rắn nên tập trung vào công việc hiện tại. Đừng mơ mộng hay ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng, nó chỉ khiến bạn mất thời gian và công sức, chứ thành quả thu về không xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Các khoản chi tiêu trong tháng vẫn gia tăng, nếu không có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh hao tài, bạn cần học cách chi tiêu khoa học hơn, có như vậy mới mong tích lũy được khoản dư thừa dùng cho tương lai lâu dài. Để cải thiện tài vận của mình, người tuổi Tỵ bản mệnh hãy sử dụng pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí có công dụng cải mệnh, hóa giải thị phi, xua đuổi hung tinh và vận hạn xung quanh tuổi Ngọ trong tháng này. Ngoài ra, khi mang pháp khí theo bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, đầu tư một cách thuận lợi, hanh thông và đặc biệt mang lại may mắn và bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.